rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Không biết tìm Liêm vào giờ này có phiền Liêm lắm không? Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại từ trong phòng Liêm ra? Không lẽ là đã ăn trộm? Nhưng mà không phải, nhìn dáng này rất quen. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNi tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNi trên Google Play hoặc App Store.